Xin chào tất cả các cô chú anh chị em nhé. Thì ngày hôm nay trời đã nắng rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho mấy con gà tre của mình ra và gà đực của mình ra để cho nó tắm nắng nhé. Thì bây giờ mình sẽ lại đây là mình mở những cái bạt thế này cho ấm lại. Đây là những chú gà buổi sáng sớm của mình. Đây là gà tre nhá. Đây là gà rừng. Thì chắc chắn là tí nó sẽ ra chỗ nắng nó tắm rồi. Sáng ngày nào. Con này thì có khả năng hiện tượng đang bị đói này. Bây giờ thì mình sẽ để đây để cho nó ra tắm nắng. Mình sẽ kéo cái bạt bên kia lên để cho nó xem nó tận hưởng như thế nào nhé. Nếu như vậy bây giờ thì nắng nó đã vào hết trong chuồng rồi. Mấy hôm trước thì nó lạnh thì mấy chú gà này của mình thì nó kiểu nó hơi bị co ro, nhưng mà sang hôm nay thời tiết nó nắng ấm rồi thì nhìn nó rạng rỡ và nhìn nó sáng sủa hơn nhiều. Bé gà trống này của mình thì cũng là bé gà trống tơ chứ nó chưa được già dặn cho lắm. Mình đang chờ không biết đến bao giờ hai con gà mái nó mới đẻ nữa. Bởi vì nếu mà nó đẻ lên rồi thì ấp ra xem vào cái đàn sau xem là con của nó sẽ như thế nào. Rừng này là rừng ép nữa, chứ không phải là rừng đặc các bạn. Rừng đặc thì giá thành của nó thì khá là cao và nó khó thuần nữa. Còn rừng ép mà thì nó cũng là gà rừng người ta bẫy về xong rồi người ta để cho lai tạp đó. Xong rồi nó sẽ đẻ ra giống này. Giống này thì nó cũng không khác gì gà rừng ngoài kia, nhưng mà cơ bản nó sẽ dạng hơn. Và cái thần kinh của nó thì nhiều thứ nó vẫn không tốt như gà rừng kia được. Đầu tiên là do môi trường và thức ăn ăn uống thì nó sẽ không tốt được. Ngoài kia thì nó chạy nhảy, nó chạy tốc độ nó bay kinh lắm. Còn đốt trong chuồng này của mình thì nó chỉ đi lại quanh trong chuồng thôi, ăn xong nghỉ ngơi, chứ nó không được như gà kia. Nhìn nó tận hưởng nắng ấy. Chưa cho nó ăn sáng bởi vì trong cái cống của nó vẫn còn kém, còn nước hết rồi thì mình sẽ thay nước nhé. Đây này, cống nước của nó. Chỗ này thì mình vừa mới quét xong, mình chưa tạt nước vào nữa mà bình. Cống này thì mỗi lần các bạn thay nước thì các bạn phải ở bên trong rồi nhé, bởi vì chẳng hạn nó còn cám bã thì nó sẽ gây hại cho con gà, nó mốc lên nó sẽ hỏng. Kia là chú gà tre của mình cũng háo hức đòi ăn sáng lắm. Cửa này của mình hôm trước do chó kia nó cạy ra nên là giờ tắm khó khá. Đây đồng này
tự mình tự ghép vào, do căn trước là nuôi thỏ nên mình ghép vào, nên là bây giờ nó mở nó cũng khó. Nó chạy à, đói đấy, mình sẽ đi xúc cho nó cán và ăn nhé. Hết cán rồi. Đây là cái bạc răng dài của mình. Đây thì nó khá là đói nha. Thì thế lúc nào cũng thế, lúc nào vậy cũng đói, lúc nào không vậy. Mình sẽ quay lại với lại ba chú gà rừng của mình, các bạn thấy không? Nếu mà khi mà mở cái này ra rồi ấy, thì nắng ấm đấy, nó sẽ gần hơn, là nhìn chúng ta cảm giác nhìn thì vẫn sợ sệt nhưng mà cảm giác tận hưởng nắng vẫn khá là tốt. Nếu mà có cái khuôn viên nó rộng thì thả nó ra nó bay nhảy thì nhìn nó còn khỏe hơn. Chứ còn đốt trong lồng này thì thật sự nhiều khi nó cũng hơi khó nói. Bởi vì nếu mà cái thời tiết mới lại cái chỗ rúc của nó chưa đủ ấm hay không đủ giữ nhiệt ấy, thì nó sẽ dễ khá là ốm. Còn cái loại mà nó bay nhảy ngoài tự nhiên kia thì sức đề kháng nó sẽ cao, nó khỏe. Cái thứ hai là khi mà các bạn làm như vậy thì nó tìm được những cái chỗ ấm ở ấy. Còn đây thì khi mình đốt trong lồng thì bốn xung quanh góc lồng đều như nhau. Nếu mà các bạn quên không ủ như mình thì nó sẽ dễ khá là ốm mà dễ đi yên gà. Hai gà mái này luôn luôn lúc nào cũng đi theo hai gà trống ấy. Kiểu nó sợ ấy. Sáng ngày ra bây giờ thì nó tầm gần 8 giờ, nắng khá là gắt. Mình phải đang ngồi nép với chỗ góc này cho nó râm. Nó đang tìm lối ra đấy. Mà trống nó đang tìm lối ra đấy. Mình sẽ phóng nhỏ lại cho dễ nhìn. Lông khá là mượt. Mấy gà này thì mình thấy nó không chịu ăn con gà này. Đây, bạn xem gà tre của mình. Gà tre của mình thì ăn ác liệt. Ăn liên tục. Không này hà gì ạ. Đấy, ăn kinh khủng. Còn đây thì đội này thì con ăn nó vẫn sợ nên là nó ăn chưa được nhiều cho lắm. Thì tắm nắng buổi sáng thì các bạn nếu có thời gian ở nhà thì cho tắm nó lâu lâu một tí. Còn lại như mình không có thời gian thì mình chỉ ngồi một lúc, mình mở cho nó cảm giác như cho nó hết cái lạnh của hôm qua nhé. Xong rồi mình sẽ lại đậy lại. Đậy lại và mình sẽ đi làm. Thì hôm nào cũng thế. Nếu mà mưa thì mình sẽ ủ, mình sẽ cho ăn sáng rồi mình ủ luôn. Còn lại nếu mà nắng thì mình sẽ mở cho nó thưởng thức nắng một tí rồi mình lại đậy vào đi làm. Bây giờ mình sẽ cho nó vào rồi nhé, chứ không là khá là lâu. Đấy, khi mà có nắng lên thì nhìn nó đẹp hơn gà hơn nhiều. Đây, các bạn nhìn đấy.
nó sáng sủa hơn nhiều. Bây giờ mình sẽ đậy cái lồng này, mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một hai chỗ nữa nhé. Mình sẽ đẩy hết cái mặt thằng kia, lại đẩy lên cái mặt thằng này để cho nó sáng và chúng nó nhìn được chúng nó ăn uống. Và mình sẽ đưa mọi người đi thăm cái chuồng gà của mẹ mình nhé. Đây, ra tận ngoài này, đây là chuồng gà của mẹ mình. Gà đây là gà chân lùn, ở đây nuôi chắc phải được 20 con đấy. Bọn này ăn đây, ở đây này thì nó không được khôn cho lắm, nó chỉ biết ăn uống thôi, chứ nó không không biết cái gì thêm nữa, ăn uống vệ sinh hết, gáy được khò 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 ấy. Thì mình thiết kế đây, cái này thì ăn nó sẽ vãi ra xuống ao dưới này, nó sẽ vãi xuống ao. Nước ao này thì dưới thả cá, cá nó sẽ dùng luôn. Còn đây là con thỏ. Thỏ này bố mình mua một đàn về 8-9 con để giết, xong rồi còn để lại một con. Bây giờ mình sẽ xé cho nó ít lá chuối cho nó ăn thử xem nhé. Thật ra nó ăn cám. Nếu các bạn có thời gian nuôi được ít thỏ cũng khá là hay. Đây là phía ao nhà mình nhé. Phát cho nghe khoảng tầm mấy tàu vào đây mà ăn mới sướng được. Đây phía xa xa là ao nhà mình nhé, khuôn viên nhà mình. Mình thì bố mình mới bán cái dại này để cho đỡ mưa nắng, để xe cộ mới lại mấy thứ linh tinh. Thì tiện đây thì mình làm luôn cái chỗ chuồng gà của mình để đây luôn. Đây đằng sau chỗ này thì nó khá bừa bộn, bởi vì nhà mình cũng mới dọn đồ ở chỗ này ấy. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ thì mình phải chuẩn bị đi làm đây. Thì hôm tới thì mình sẽ nhốt gà ra chỗ khác và mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Chào tất cả mọi người.